Chào các bạn, đây là cách chúng ta sử dụng cái chat GPT, đúng không? Thì để mà có thể sử dụng được cái chat GPT thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ có một số các bước như thế này, các bạn cứ làm theo rồi chúng ta sẽ thực hiện được. Thứ nhất là chúng ta cần phải chúng ta có mấy cái bước như thế này. Bước 1 là chúng ta cần phải download là cái trình duyệt Opera. Trình duyệt Opera để nó hỗ trợ sử dụng IP nước ngoài. Đấy, thì các bạn download thì để mà download cái đấy thì chúng ta đây, chúng ta sẽ có một cái đường link như thế này. Ví dụ như là đây cái trình duyệt đấy, chúng ta cứ vào cái opera.com này, đúng không? Đấy, thế thì chúng ta vào cái trang này bạn sẽ download về, download được, đúng không? Bạn vào trình duyệt Chrome, bạn download về này, bạn download Opera về, đúng không? Sau khi cài đặt xong thì chúng ta mở cái trình duyệt Opera lên. Đấy, mở trình duyệt Opera lên và bạn gõ cái là chat OpenAI đây, xong mình sẽ gõ cái này. Đấy, sau khi mà mình đã download về, đúng không? Bước 1 là download xong, đúng không? Và chúng ta download cài đặt này, download và cài đặt xong, đúng không? Thì bạn sẽ thấy có cái biểu tượng cái Opera ở đây. Thì sau khi làm xong thì chúng ta sang bước 2 ta chuyển sang IP nước Mỹ. Thế thì làm thế nào để chuyển được sang IP nước Mỹ? Thì các bạn đầu tiên chúng ta sẽ mở cái Opera này lên này. Các bạn sẽ vào cái phần này. Bạn tìm đâu đó nó sẽ có một cái chỗ liên quan đến setting, đúng không? Setting. Đây này. Đấy, bạn sẽ dùng cái chỗ này setting này. Đấy. Sau chúng ta sẽ tìm, hoặc là đây trong phần này nó có cái phần hướng dẫn là chúng ta sẽ vào cái, nếu bạn dùng trên Windows thì chúng ta sẽ sử dụng cái đây này. ANP, đúng chưa? Privacy và VPN. Đấy, setting này, đúng chưa? Rồi thì privacy và VPN. Thế thì chúng ta cũng vào cái chỗ setting như thế, bấm biểu tượng chữ P chẳng hạn, ANP. Hoặc là nếu không thì chúng ta cứ tìm cái chỗ mà setting được, hoặc chúng ta vào Opera là chọn setting này. Đấy, thì chúng ta sẽ tìm được cái chỗ liên quan đến privacy security này. Đấy, đâu đó chúng ta sẽ có một cái đây, chúng ta vào, nếu không thấy ta chọn cái phần advanced, đúng không? Thì có VPN thì bạn ấn tất cả những cái button từ này lên, đúng chưa? Ấn tất cả button từ này lên. Đấy. Sau khi làm xong thì chúng ta tiến hành, chúng ta khởi động lại trình duyệt Opera, đúng không? Đấy. Khởi động lại trình duyệt Opera. Thế thì chúng ta sẽ thực hiện là khởi động lại trình duyệt Opera. Đấy, chuyển sang IP nước Mỹ thì chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ bật vào setting này, đúng không? Trong advanced gì đấy, tùy vào máy, có thể có máy mác nó như thế này, máy khác nó lại khác. Sau chúng ta sẽ chọn là VPN và chúng ta enable tất cả, đúng chưa? Tức là chúng ta sẽ mở cái này lên. Đây, mình làm lại nhé, chúng ta tìm chỗ nào liên quan đến setting ấy. Hoặc là chúng ta chọn này, Opera này, setting này. Đó, chúng ta sẽ tìm đến cái chỗ privacy này, chúng ta sẽ vào advanced này. Xong tất cả cái chỗ này phần VPN bạn enable hết lên nhé, bật cái này hết lên. Sau khi xong thì chúng ta khởi động lại, chúng ta tắt trình duyệt thì ta khởi động lại. Đấy, chúng ta sẽ tắt trình duyệt Opera và khởi động lại và mở lại. Đó. Xong chúng ta sang bước số 3 là chúng ta vào cái trang OpenAI, đúng không? OpenAI thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ có đây, chúng ta lấy cái này, ta copy cái này, đúng không? Sau đó chúng ta paste vào cái trình duyệt này. Đấy, paste đây, đúng không? Paste này. Đấy. Thế chúng ta enter. Đấy, ta enter. Đây, ta lấy cái đường link như thế này. chính là cái này. Đấy, ta sẽ vào cái đường theo đúng đường link để ta mở trình duyệt. Opera và chuyển qua IP nước Mỹ bằng cách như sau. Chúng ta mở cái này ra, các bạn sẽ mở, bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng là cái trình duyệt này. Chúng ta sẽ có cái biểu tượng đây, chúng ta sẽ có biểu tượng như thế này. Chúng ta kích vào cái VPN này, chúng ta chọn nhé, là America đúng không? Đấy, chọn cái này, ta mở này, ta chọn America, ta mở này chọn này thì nó sẽ có là Mỹ này đúng không? Rồi thì châu Á, châu Âu thì ta chọn Mỹ nhé. Đấy, phải chọn là Mỹ. Thế sau đó chúng ta mới chọn IP xong này thì chúng ta sẽ thực hiện là bước 4 là đăng nhập theo đường dẫn. Đấy, như thế này nó. Thế thì chúng ta sẽ paste đây, đăng nhập theo đường dẫn. Đấy, tại enter đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có một số những cái tài khoản, một số những cái tài khoản thì các bạn có thể ở đây mình cũng có rất nhiều các tài khoản, các bạn có thể nhìn đây là những cái tài khoản mà người ta hỗ trợ đúng không? Bạn có thể mở những tài khoản này ra, đây đây những tài khoản này các bạn có thể nhìn và chúng ta đăng nhập thử nhé. Đấy, thế thì có thể là khi mà bạn đăng nhập ấy, nó sẽ báo lỗi là ví dụ như là quá nhiều request thì chúng ta cũng đừng có vội. Nếu mà nó báo lỗi là quá nhiều request thì chúng ta sẽ lại vào cái phần này, chúng ta sẽ làm đi làm lại mấy lần đúng không? Quá nhiều request thì chúng ta sẽ nhấn là Ctrl Shift Delete nhé, Ctrl Shift Delete. Chúng ta chọn cái này nhé, Ctrl Shift Delete, ta xóa tất cả những này đi, xóa hết đi, xong ta nhập lại vài lần là được nhé. Đấy, tức là nếu có lỗi sau khi login, nếu có lỗi thì nhấn Ctrl Shift Delete đúng không? Đúng chưa? Ctrl Shift Delete tức để chúng ta xóa, tức là chúng ta clear cách đúng không nhỉ? Ctrl Shift Delete này, Ctrl Shift Delete thì chúng ta sẽ chọn tất cả là xóa all time, ta xóa tất cả những cái này đi, xóa hết đi. Clear data. Xóa xong ta lại làm lại từ bước 1 đúng không? Xóa xong làm lại từ bước 1, tức là chúng ta lại làm lại, chọn VPN này. Và chúng ta đăng nhập lại. Đấy, sau đó chúng ta sẽ chọn new chat và chúng ta có